Nam mình thật sự Phạm Nhật Vượng có 4 tỷ so với Mỹ đâu có nhầm gì đâu. Thấy Elon Musk không? Nó mua Twitter, nó pay over price 20 mấy tỷ. Đối với nó là chuyện cười, chuyện vui thôi. Việt Nam mình có mấy tỷ gọi là tỷ phú Việt Nam đâu có nhầm gì. Mà mang tỷ phú chừng nào là không dám xài tiền chừng đó. Tại vì xài là bắt trọng gõ cửa làm sao. Nên tỷ phú Việt Nam không ham. Việt Nam thật sự không có tỷ phú. Không có ông bầu, toàn là ông thợ không. Ở đây nhiều người thù biết có tiền trên 5-7 tỷ mà không biết xài, chỉ biết giữ con số thôi. Rồi đang ngồi tính đứa con nào để tôi đưa lại, đứa con nào tôi đưa lại. Tại vì bệnh đầy mình ở đường nó lên quá trời, ngày nào cũng chích ba mũi vô tay. Ăn cái gì cũng dám ăn chứ, đi kiểu này trời, mấy cái hình mà chú để lên đây. Ok, mày cũng tỷ phú, mà mày lấy tao, rồi mày lên đỉnh núi được, tao ước mơ đi bộ một vòng thôi mà đi không nổi. Con thấy không, cuộc đời nó không phải là tiền, nó là này nè. Chúng ta đi bộ được, chúng ta vui được, chú ăn cái gì cũng được. Là đã có phước của mình rồi. Cái phước happy, cái phước healthy và cái phước tinh thần mình vui vẻ. Và huống hồ chi mình có cha có mẹ ở sau lưng mình, rồi mình có anh chị em huynh đệ tỷ muội ở đây lo cho mình. Bây giờ thí dụ nha, Sương đi, Hàng Trinh đi, nó bệnh mấy đứa con có an tâm không? Mấy con phải săn sóc nó đúng không? Mình có một cái đại family rồi. Cái ngày xưa mà những người giàu họ không có cái đó. Tại biết sao không? Họ nhiều tiền, họ chơi ai họ cũng sợ. Du tới gần tôi để du mượn tiền tôi hả? Họ cái đầu tiên họ nghĩ như vậy thôi. Sao mà chơi mình mày luôn. Mà những người giàu cái tánh họ là cái tâm tốt, họ tiền kiếm họ có phước. Hôm nay họ giàu mấy đại gia phụ quen hết. Mai là sư phụ không có mượn tiền nó còn cho nữa đó, mà nó còn nghi mình nữa đó. Một năm sư phụ donate campaign âm thầm cả 1 triệu bạc á. Cho mấy cái người Việt Nam mình đây nè, sư phụ nói thiệt trên này luôn á. Chứ phụ con nghĩ sao mà ấy. Rồi cho mấy chính trị gia Mỹ nữa đó. Nhiều lắm, mà thường không có nói thôi. Mình làm thì mình cứ làm, thấy nào chánh nghĩa là mình support. Còn những cái người mà sư phụ thấy á, nhất là mấy cái bà vợ của mấy tỷ phú nha. Lâu lâu tổ chức bữa ăn ở Dynasty hay là chỗ nào, chừng 10 mấy thằng gì đó. Mấy anh tiệm vàng rồi trong Grand Ceremony là mấy cái bà đó, ok, bữa nay mặc đồng phục áo dài. Tự nhiên cái mai áo dài vô khoe khoe đứng chụp hình cái đi về. Đâu có bằng áo thun này của mình, nãy là chụp hình cái đỉnh núi. Mấy bà đó hả, mặc bà nào bà nãy tái mét, không có nụ cười. Vô là chỉ đưa cái tay khoe tôi, bữa nay cục của tôi 20 carat nè. Ủa vô mấy carat? Năm phải không? Sổ quá. Tại mấy người giàu người ta chỉ là vô đó để khoe bữa nay bà mua được cái gì thôi à. Con thấy cuộc đời của họ rất là nghèo không? Bởi vì chú mới nói là mấy con là tỷ phú về tinh thần, họ chỉ tỷ phú về vật chất. Yeah, nó là vậy đó. Đó là sự thật. Tại chú đã từng đi chung với họ, chú biết những gì chú kể là thiệt không á. Cái vừa nếu mà mặc đồ không đồng phục á thì ta không qua đồng phải không? Bữa hôm dù thấy tôm là mặc một đồ màu tím hết. Trời ơi, giống như nữ sinh viên, nhưng nhìn mặt bà nào mà thấy bắt ghét. Bây giờ không có cười, bà nào cũng cảnh hết chứ. Để trình độ họ thấp, họ giàu là họ có phước họ hên. Nhưng mà họ không bao giờ cười nhau. Ví dụ như bà này ngồi bàn kia, cái bộ ngồi bên đây, hai bà cứ kênh nhau. Tại sao bà không qua bàn tôi mời tôi uống nước? Hai người cứ kênh, cái cuối cùng hai bà ngồi hai bên, cái hết bữa tiệc cái đi về. Còn sư phụ á là mình, tại sư phụ là trẻ tuổi nhất trong cái đám mê gà. Sư phụ đi từ bàn, chị khỏe không, uống em một ly nước trà. Thường dù vô đó là uống nước lạnh không à. Thấy không, anh khỏe không, sư phụ mời láng hết, sợ quá, cho người ta vui thôi. Còn mấy ổng á không bao giờ rời cái đích khỏi cái bàn. Cứ mong người ta qua để mời mình không, cái nhã đó không biết không. Chứ không còn cái nhẽ nữa, còn họ cả cái nhẽ bự gì nè. Bự bằng cái bàn mà họ đang ngồi luôn á. Sư phụ hiểu hết. Mà họ cứ nghĩ là sư phụ giống như nịnh họ. Đừng có hòng mà nịnh, tại vì sư phụ chỉ muốn họ vui bữa đó thôi. Nhiều chuyện. Nhưng mà sư phụ sẽ không có bao giờ mà gọi là dám nói về chuyện kêu
anh vào anh cầm kinh đọc đi, anh tu đi. Thua nói là bị chửi liền tại chỗ. Tao đọc kinh nữa mày, tao có làm gì sai đâu, đọc kinh la mình lại liền. À, họ cứ nghĩ là tao không có làm gì sai hết, tao làm chuyện đúng mà tao đâu có làm gì sai. Nếu mà Xu nói thêm câu nữa là thế nào cũng bị chửi tiếp, thì lúc đó chỉ có nước là mình thôi bỏ đi về, đúng không? Cho nên vô chỗ đó Xu tế nhị lắm, không bao giờ nói chuyện tâm linh gì hết. Mà họ hả, không bao giờ mua chừng 10 tấn gạo hay là đứng làm chi buôn cái núi này để cho cộng đồng sử dụng. Không bao giờ làm từ thiện. Nhưng mà mỗi lần đi về Việt Nam á, mua lần mấy chục cái iPhone, kêu hết mấy đám đệ tử mua iPhone. Chị biết không? Về bỏ nó làm quà cho con cháu của mấy ông chính trị gia không à. Ừ. Đi lần khách một cái cặp xuất khê iPhone mới á, làm quà cho người ta không à. Ngu vậy đó. Dân mình thì đói mà không bao giờ làm từ thiện. Còn vô chỗ mấy quán cà phê, mấy quán nhà mà Việt Nam á, mấy nhỏ bển vuốt đùi cái là xìa cái là 2000. Chứ bộ biết hết. Mỗi lần cho gặp ông, ơi ông 2000 á, ông 2000 á. Không phải ông ngu lắm. Ở Việt Nam mấy nhỏ mà ngồi vô anh. Ổng thì già có 70 tuổi có làm ăn gì được đâu. Mà mấy nhỏ kia 18 19 không mà dân quê mà. Vô mấy club á, mấy cái karaoke đó, ngồi vuốt đùi mấy thằng cái là ổng để sẵn cọc cọc 2000. Còn dân á là làm từ thiện không nào làm chứ. Chưa bao giờ Hữu thấy trên mạng hay trên báo mà mấy ông nội mà đó mà làm từ thiện. Cười với đời khán giả cười. Không cho kể chuyện kinh nghiệm đời mình chứ không ạ. Tại sao Hữu phải đem mấy đó ra để so sánh với mấy con? Sư phụ đi với mấy ông nội đó chưa bao giờ cười tự nhiên như kiểu này. Sư phụ đi với mấy con là cười tự nhiên, đúng không? Mình hòa đồng, nó khác nhau chỗ đó. Mà chỗ đó là chỗ ăn tiền đó. Còn đi với mấy ông mình phải cẩn thận. Biết mình làm gì mà ông kia không có gườm gườm, không giận mình hoài ta. Thật sự mình phải suy nghĩ, mình đâu có làm gì đâu. Cái hồi mình, à đúng rồi ha, mình chưa mời ông uống nước. Tức là ông phải expect mình phải đi qua bàn ổng á, có hiểu không? Thì mình phải ngồi mình phải suy nghĩ á. Thì lúc mình không có làm lỗi nhưng mà mình vô tư á, mình vô mình cứ ngồi thường mấy cái show thì ca sĩ nó ca, mình vô mình ngồi mình coi thôi. Thì đại tử Sydney. Còn nếu mà nói chuyện mà nói vô hộ là người cõi trời xuống, mấy người đó nói mày điên quá hả Kiệt, mày nghĩ mày tiền của mày chưa có nhiều bằng tao, mày nghĩ mày cõi trời xuống, mày nghĩ mày có ông trời, tao mới là ông trời nè. Ồ, nhiều khi họ nghĩ hơn vậy luôn. Tức là họ nghĩ là họ tính theo cái number của thế gian này á. Thật sự á là họ thuộc coi cốt hết. À, mỗi ông ở cũng là chữ thiên xuống, mà thiên tiên là tiên thấp, hay là một người ở Bắc Khu Lô Châu Lầu Thai. Có những người giống như Bill Gates thuộc coi là chim chỉ, đúng không? Thì một cái phước của con chim chỉ nó không có sắc xanh, nó hiền từ, nó cứ ăn lúa ăn gạo vậy đó. Rồi hôm nay nó được phước làm tỷ phú. Cái giàu sang thế gian này là vô thường, không có nghĩa lý gì hết. Nói không phải là trên mạng để cho mà an ủi những mấy đệ tử nghèo hay này nọ, mà để mình có cái sự so sánh là khi mình mang thân người á, cái quan trọng nhất của đời mình đó là sanh tử và cái linh hồn mình nó đi về đâu, chứ không phải là cái số tiền mình nó lớn bao nhiêu, tài sản mình bao nhiêu. Nó không phải như vậy. Cái đó là đi sai đường. Còn đi đúng đường là chúng ta nè, là biết cái linh hồn mình đi đâu, biết có cha mẹ mình ở trên đang chờ mình về. Còn họ không có biết Thượng Đế là ai, tuy là họ cũng vẫn là con của cha mẹ. Tại vì ở cái cõi vật chất á, material á, tiền bạc danh vọng á, làm cho họ quên đường về. Chúng ta cũng đâu phải là nghèo đâu, chúng ta cũng đủ ăn đủ mặc, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng mỗi ngày các con cũng làm gì làm, chỉ cần tiếng 30 phút đọc qua cuốn kinh Thiền Tâm,
ban đêm trước khi ngủ á, ngồi trên cái gối ngồi thiền 15-20 phút theo cái cách phụ chỉ để mà quán chiếu coi mỗi ngày mình làm gì, rồi rảnh rảnh cuối tuần lên Thiên Long Sơn đi bộ hai kính sư phụ hay là ăn uống rồi tổ chức nói chuyện này nọ là vui rồi, đó là cuộc sống vậy. Còn những đại gia mà giàu, những cái bà chủ mà vợ đại gia giàu á, họ mong mỗi tuần đứa con nào gọi tôi ra để tôi gặp nó, mà bữa đó đứa con đi chơi với ghệ hay bồ á là 4 tháng nó còn chưa gọi má đi ăn nữa, thì bà nằm ở nhà 4 tháng nó còn biết không. Tại vì bà chủ giàu với ông chủ giàu với bà bạn giàu họ ít bây giờ mời nhau lắm, họ cái nhã của họ đó. Tại sao tôi mời bà? Tôi mời bà tức là tôi nịnh bà, cho nên lúc nào họ làm một cái hành động gì là cái nhã của họ lên trước, cho nên cuối cùng họ sống rất là khổ, rất là thiếu tình cảm, rất là cô đơn. Họ mới vừa mua cục hột sòn 30 carat 10 triệu mà muốn kiếm người khoe cũng không có. Cho nên lâu lâu họ phải tổ chức một buổi ăn để mà họ khoe với nhau thôi. Cái bữa buổi tiệc đó Thuận nói sao buổi tiệc này mình không đặt tên khác đi. Ủa mày muốn đặt tên gì kìa? Mấy ổng kêu là mày không à, để thu nhỏ nhất. Mày muốn đặt tên gì? Ờ đặt buổi tiệc khoe hột sòn. Ông trời ơi. Cái bộ nói chuyện tiếu lắm nhưng mà chửi là cũng vui thôi. Chứ em vô em thấy toàn là khoe không à. Ừ, khoe hột sòn. Vui thiệt. Có nhiều bà khoe. Cái nhà tôi á có một lọ luôn vậy đó. Cái lọ mà bà đưa cái tay vậy nè, mà hột sòn đầy cái lọ là con hiểu bao nhiêu tiền rồi đó. Mà sư phụ biết mấy người này là không có nói láo. Ghê chứ con. Chính ông vô thiền định này. Châu Lợi Bằng Đà. Đặt tên ông cho Lợi Bằng Đà. Ok rồi, no chưa, chuẩn bị xuống núi. Ồ vậy hả? Thì mình ở đây hơi lâu rồi đó. Mấy con thích đây không? Thích chứ. Nửa tiếng nữa đi chứ. Ok, đứa nào thích thì ở đây đi, hộ đi xuống chứ. Vui quá. Giờ ngồi nói chuyện mấy tiếng không? Ngày qua ngồi nói chuyện chơi thôi mà ra cái clip cũng 3 tiếng mấy. Đi xuống dưới, xuống núi. Không phải là lo vui không vui, mà chỉ lo sợ bắt được ông nín hồi á. Kêu mình thì tới cẩm nữa. Đây đây, nãy giờ không thấy đứa nào đi restroom á, tụi chỉ lo chuyện đó. Quái này xuống dùm được rồi. Rồi, lên đường.